Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An lại vừa tiếp nhận một bệnh nhi Nguyễn Thị Bảo Trâm, 17 tháng tuổi, phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng khoảng 20% cơ thể. Riêng phần từ mông xuống chân của cháu Bảo Trâm thì bị bỏng hoàn toàn. Nguyên nhân khiến bé Trâm bị bỏng nặng là do nổ túi chườm nóng. Vụ nổ túi chườm nóng cũng làm mẹ cháu bị bỏng nhẹ. Thì vừa mới cắm điện vô, tối hôm trước là em cắm một lần, nó thấy dùng bình thường. Vừa cắm vô thì nổ một cái trúng hai cái chân mẹ con rồi là... Con thì nước chảy ra cái mẹ hụt con kịp là con cởi quần lại là con bị bỏng thôi. Trong những ngày rét đậm vừa qua, bên cạnh việc sưởi ấm bằng than củi để chống rét thì nhiều gia đình đã sử dụng túi chườm nóng, bếp sưởi điện. Trong đó đối tượng dùng thường là người già và trẻ nhỏ. Vì vậy khi xảy ra sự cố, các đối tượng này khó có phản xạ kịp thời để xử lý sự cố. Dùng những cái túi chườm ấy thì phải cẩn thận, cần phải có nhãn mác. Và không cho trẻ nghịch túi chườm, không cho trẻ dùng những cái vật nhọn chích vào túi chườm, mà túi chườm luôn luôn để xa trẻ em, và khi dùng thì phải dưới sự quản lý của bố mẹ để tránh những cái tai nạn có thể xảy ra. Chỉ trong chưa đầy một tuần xảy ra rét đậm rét hại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm và tai nạn do nổ túi chườm nóng làm hai trẻ tử vong và gần 20 người bị thương. Đáng lo ngại là trong khi nhu cầu sử dụng túi chườm nóng đang tăng lên, thì ngoài thị trường, những sản phẩm này không có nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm định chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều. Còn người tiêu dùng lại tỏ ra bất cẩn khi sử dụng, khiến nguy cơ tai nạn do túi chườm nóng và những thiết bị sưởi ấm bằng điện luôn tiềm ẩn.